này đều bước theo gương đàn anh, không hề được trường gian lao vì khó đang chờ đoàn ta hơi thiếu sĩ quân. Ta đi lên vai trên vai cất vác buồn tiếng cười, ta xây dựng ngày mai muôn dân Nam ngóng chờ ta đó. Hôm nay đây ta xin nắng đến khi xa mái trường, mang tài năng ra giúp nước kiến thiết non sông nhà. Đoàn ta con người chiến sĩ quốc gia, đã cung cấp những cán bộ quân sự chuyên nghiệp cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa, luôn nêu cao tinh thần yêu nước, chiến đấu anh dũng và bất khuất trước giặc thù. Đoàn nữ quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa với hiệu kỳ trên Phượng Hoàng, biểu tượng cho vẻ đẹp thức tha nhưng hùng dũng của những anh thư mặc quân phục, hầu không những là những cán bộ xã hội, những nữ tu thương trên chiến trường, mà còn chăm sóc thương bệnh binh và gia đình binh sĩ ở hậu phương. Họ có mặt trên khắp vùng chiến thuật cùng các chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Trường Võ Khoa Thủ Đức, trường Võ Khoa Thủ Đức, đoàn thanh niên con cháu Hồng Lạc xếp bút kia lên đường theo tiếng gọi của non sông. Vì sông Lâm họ không hề mặc cả khi tổ quốc lâm nguy, nguyện mang lại thanh bình cho đất nước, phương châm cư an cư quy cùng với tổ quốc, danh dự và trách nhiệm đã thôi thúc họ làm tròn sứ mạng diện mạo của dân. Trường sĩ quan chuẩn bị của Đức đã đào tạo hơn 83.000 cấp chỉ huy cho các quân binh chủng quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Trường Võ Bì Quốc gia Việt Nam, trường Võ Bì Quốc gia Việt Nam, nơi đào tạo những sĩ quan hiện diện cho hải lục không quân. Chương trình đào tạo 4 năm cho đúng khả năng một cấp chỉ huy ở chiến trường, khả năng tham mưu và đảm trách vai trò phát triển kinh tế hậu chiến. Dù ở cương vị nào, hoàn cảnh nào, những quân nhân xuất thân trường Võ Bì Quốc gia Việt Nam vẫn luôn nuôi dưỡng tinh thần tự thắng ý thức tổ quốc, danh dự và trách nhiệm. Trường Hà Sĩ Quan Quân lực Việt Nam Cộng Hòa.
chuẩn hạ sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa, đào tạo hạ sĩ quan hiện dịch và trừ bị đa năng, đa nhiệm phục vụ trong các quân binh rồi. Chuẩn hạ sĩ quan đã đào tạo đến dưới 250,000 hạ sĩ quan cho quân lực. Đầu năm 1968, vì nhu cầu trên trường sĩ quan trừ bị, Thủ Đức không đủ cơ sở huấn luyện, phải gửi qua sinh sang huấn tụ tại trường hạ sĩ quan. Từ năm 68 đến năm 73, trường hạ sĩ quan đã đào tạo trên 13,000 sĩ quan, trong số 83,000 sĩ quan trừ bị của Việt Nam Cộng Hòa. Trường Đại học Chiến tranh Chính trị, trường Đại học Chiến tranh Chính trị, nơi đào tạo những cán bộ chiến tranh chính trị hiện dịch, những cán bộ xuất thân trường Đại học Chiến tranh Chính trị văn hóa sống toàn để đối đầu với cuộc chiến ý thức hệ cho cộng sản gây nên. Cán bộ chiến tranh chính trị mang tinh thần nhân bản nguyễn trãi, đem đại thắng ông trai nghĩa thắng quân đàn, lấy chi nhân thay cửa vào. Quân chủng không quân, quân chủng không quân, những phi đoàn tiềm kích với hỏa lực phi pháo như sấm sét rồi trên đầu giặc độc, giúp các đơn vị tổng trừ bị và bộ binh chiến đấu với quân thù trên các mặt trận. Chiến sĩ không quân quả cảm, kinh nghiệm lẽ lách, làm đạn phòng không của giặc, không quân diệt giặc, chuyển quân cảm bước quân thù, hiện giờ huy hiệu các binh chủng bộ binh. Quân chủng hải quân được thành lập ngày 6 tháng 3 năm 1952 để bảo vệ biển Đông Việt Nam và chiến đấu với Việt Cộng trong sông lạnh. Chiến sĩ hải quân luôn noi gương đứng gần nước đào đại dương với lời thề sát đát, quyết tâm bảo vệ lãnh hải lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa. Trận chiến Hoàng Sa năm 1974, hải quân Việt Nam đã đánh bại nhiều chiến hạm của hải quân Trung Cộng xâm lăng. Binh chủng nhảy dù, binh chủng nhảy dù được thành lập năm 1948, quy tụ những chàng trai quả cảm, kiên cường mang danh thiên thần Mũ Đỏ. Xương máu của họ đã đổ lên khắp các chiến trường từ Quảng Trị đến Quảng Âu, Campuchia, Hà Lào. Năm 1972, mùa hè đỏ lửa, binh chủng nhảy dù là sư đoàn duy nhất cản bước quân thù tại chiến trường Bình Long, Con Tum và Quảng Trị, một trong những sư đoàn thiện chiến của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, đã được giặc cộng kính nể, đồng minh khoan phục. Thủy quân lục chiến, một trong những đơn vị tổng trừ bị ưu tú của quân lực Việt Nam, đã làm thất nhiên bắt đảo những sư đoàn thiện chiến của cộng sản Bắc Việt với khẩu hiệu chiến trường nào cũng thích ứng. Thủy quân lục chiến đã tạo những chiến tích lấy lực như Đầm Rơi, Đồng Tháp, An Lão, Cầu Khởi, Bời Lời, rồi Quảng Trị, mùa hè đỏ lửa. Thủy quân lục chiến đã đánh tan 4 sư đoàn tổng quân 304, 308, 312, 325, máu cồn đỏ, sông Hồng thành hán, xương thủ phơi, trắng đổ thành xưa. Lực lượng đặc biệt, binh chủng tinh nhuệ đa năng, sẵn sàng nhảy vào biển lửa, len lỏi, phá tan các hậu cứ của giặc, giỏi đánh sát lắc cà, giải phá vòng vây. Lực lượng đặc biệt là khắc tinh, đám quân xin bắc tử nam của giặc lộ bộ tộc trên khắc phục chiến thuật và hòa viên. An lập địa sử ghi chiến tích, biệt trách dù vì quốc công thân, xứng đáng là một trong những binh chủng hàng đầu của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Biệt độc quân được thành lập ngày 1 tháng 7 năm 1960. Theo nhu cầu chiến trường, Biệt độc quân là một trong những quân binh chủng ưu tú của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cùng các binh chủng nhảy dù, quân lục chiến, bộ binh,
và trên khắp chiến trường, từ địa đầu giới tuyến đến mũi Cà Mau nước Cộng, qua Hà Lào và Campuchia, họ là những con người của chiến trường nội địa, ngoài biên và giặc đồng phải thiết đảm. Thiết giáp được thành lập năm 1950 với những chi đội thám thính. Thiết giáp đã phát triển nhanh chóng thành 21 thiết đoàn với khoảng 2.000 chiến xa, gồm M-173, M-48 và M-41, trực thuộc bốn lữ đoàn kỵ binh. Thiết giáp binh là một binh chủng tấn công và mà hiện giờ thiết yếu cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa, và lực mạnh di chuyển nhanh, chuyển tin chính xác. Thiết giáp binh đã phối hợp cùng các đơn vị quân binh chủng tạo nên những chiến sự vẻ vang cho quân lực. Địa phương quân và nghĩa quân. Địa phương quân nghĩa quân. Năm 1964, Bộ Quốc phòng cải danh Bảo An Toàn thành địa phương quân. Đầu năm 1972, địa phương quân nghĩa quân đã có hơn 1.823 đại đội với quân số 310.000 chiến sĩ. Cuối năm 1972, địa phương quân được thành lập lên cấp tiểu đoàn, liên đoàn với sự điều động của tiểu khu. Địa phương quân nghĩa quân chống chiến tranh du kích hữu hiệu, ngăn chặn mọi mưu đồ của giặc cầm khủng bố đồng bào xã ấp. Danh hiệu bảo quốc an dân là chiến công vẻ vang ghi trên quân kỳ địa phương quân nghĩa quân. Đơn vị quân cảnh. Quân cảnh, những chiến sĩ duy trì pháp luật quốc gia, thực thi pháp chế của quân đội, bảo vệ quân phong quân kỷ. Quân cảnh giúp những chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa duy trì, bảo vệ danh dự quân nhân, gìn giữ đúng tác phong và kỷ luật của quân đội. Cảnh sát quốc gia. Cảnh sát quốc gia mang trách nhiệm trừ gian diệt bào, an dân, duy trì trật tự, tiền tuyến thắng quân thù thì hậu phương cảnh sát quốc gia giữ vững an ninh. Ngoài trách nhiệm này, cảnh sát quốc gia cũng hoạt động xâm nhập trong lòng địch để chống xâm nhập. Chiến dịch Phượng Hoàng đã phá vỡ các tổ chức đảng công, tình báo của Cộng sản trong suốt cuộc chiến Việt Nam. Nha kỹ thuật. Nha kỹ thuật trực thuộc Bộ Tổng Tham mưu được thành lập năm 1964, bao gồm các cơ sở, các đoàn công tác. Nhiệm vụ là thi hành và thực hiện cuộc chiến tranh ngoài lề, bên trong lẫn bên ngoài lãnh thổ. Chiến sĩ Nha kỹ thuật theo dõi, tiêu diệt, chặn đứng Cộng sản Bắc Việt xâm nhập vào lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa. Chiến sĩ Nha kỹ thuật sẵn sàng bằng sống để bảo quốc an dân. Cán bộ xây dựng nông thôn. Cán bộ xây dựng nông thôn là một chương trình được thành lập năm 1966. Trung tâm huấn luyện cán bộ xây dựng nông thôn Vũng Tàu đã đào tạo hơn 60.000 chiến sĩ áo đen. Mục tiêu của chương trình xây dựng nông thôn là phá vỡ được cũ tối tăm, xây dựng đời mới tươi sáng cho nông thôn. Nhiệm vụ của cán bộ xây dựng nông thôn là thu phục nhân dân, vừa chiến đấu với giặc cầm, bảo vệ an ninh, đem lại phú cường cho nông thôn Việt Nam. Đoàn thanh niên cờ vàng. Đoàn thanh niên cờ vàng là thế hệ hậu duệ con cháu của người Việt tị nạn Cộng sản Việt Nam, tiến bước cha anh, dương cao ngọn cờ chính nghĩa quốc gia, góp phần cùng đồng bào thanh niên sinh viên quốc nội đứng lên chống tập đoàn Cộng sản, đòi nhân quyền, tự do dân chủ, tự do cho đất nước.
Thương chế binh Việt Nam Cộng Hòa. Thương chế binh Việt Nam Cộng Hòa. Những chiến sĩ anh hùng của quân binh chủng quân lực Việt Nam Cộng Hòa từng anh dũng chiến đấu với giặc Cộng. Họ đã để lại một phần thân thể của họ tại các chiến trường trong cuộc chiến chống Cộng. Hôm nay, đại diện những thương chế binh Việt Nam Cộng Hòa dự lễ kỷ niệm ngày quân lực 19 tháng 6 để nghiêng chào quốc kỳ họ đã từng chiến đấu, bảo vệ. Họ kính cẩn nghiêng mình trước anh linh của đồng đội đã hy sinh vì Tổ quốc Việt Nam không cộng sản. Tất cả các quân nhân, hào chiến! Ghi! Chuẩn bị rước quốc quân kỳ. Thưa quý vị, khối quốc quân kỳ do Hội Thiếu sinh quân làm chắc. Năm nay chúng ta điều chỉnh theo huấn thị của Bộ Tổng Tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, vì trưởng khối đi song song với khối quốc quân kỳ, không đi trước. Tất cả các quân nhân, nghiêm! Lễ rước khối quốc quân kỳ quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Tháo cờ ra, bắt chung. Hào chiến! Ghi! Lễ chào quốc kỳ Hoa Kỳ. Bắt đầu. Ghi! Thank you.
Nam Cộng Hòa chấm dứt. Mặc niệm. Phút mặc niệm để tưởng nhớ tổ tiên Hồng Lạc, bao đời đã khai phá lập quốc, bảo vệ Giang Sơn nước Việt. Để tưởng nhớ các bậc anh hùng Việt Nam chống ngoại xâm qua bao thời đại, tưởng nhớ quân dân cán kính Việt Nam Cộng Hòa và 58.000 chiến sĩ Hoa Kỳ đã chiến đấu chống lại cộng sản tham tàn, hy sinh vì chính nghĩa quốc gia lý tưởng tự do. Phút mặc niệm bắt đầu. Trân trọng kính mời linh mục Trần Đình Đệ, hiện tài Nguyễn Thanh Niệm, cựu thiếu tướng Lê Khắc Bình, đại tá không quân Nguyễn Hồng Tuyển, bác sĩ Trần Công Luyện, cựu đại tá Trần Thanh Điền, cựu trung tá Trần Hiếu Thành, cựu trung tá Đỗ Hiếu Nhơn, chiến hiếu trưởng ban tổ chức, tổng thư ký Liên hội Cựu quân nhân, chiến hiếu lễ tiến đưa quốc quân kỳ. Ngày lễ 19 tháng 6 quân lực Việt Nam Cộng Hòa đến đây chấm dứt. Đi là đi quyết chiến, đi là đi quyết thắng, đi là...
là mang linh hồn non sông, đi là đi quyết chiến, đi là đi quyết thắng, vươn lên đây hồn Việt Nam. Kèn vang theo tiếng chân đang dồn dập xa xa, tiếng gào thiết tha, từng lời chính khi đưa âm hồn tiếng thét hoang dập dập tiếng xuống xa trường xa. Hồn say khi máu sương rơi tràn ngập tiền thu. Đi là đi chiến thắng.